Mời bạn Nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu đi bạn Nam. Dạ thưa anh Linh, thưa quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Quốc Thịnh, em người Quảng Nam, em đang làm việc ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì bạn? Dạ em làm bên công ty thuốc thú y ạ. Bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? Dạ em 27 tuổi chị. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em tên là Tú Anh, năm nay em 25 tuổi, hiện tại thì em đang làm giáo viên dạy tiếng Anh. Quê mình ở đâu em? Em ở Đắk Lắk chị. Ở Đắk Lắk, hiện giờ mình đang dạy ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Nếu mà hồi trước giờ chính thức thì hầu như là chưa chị. Chưa có. Bạn đề nghị cao quá đúng không? Dạ, hay sao? Dạ không phải, nhưng lên cái lúc mà người ta tới thì người ta làm quen thì mình không thấy ưng ý, cái đến hồi người ta quay đi rồi mình tự nhiên cái mình thấy minh mấy người ta vậy đó, xong đó thấy chưa. Bởi vậy anh Nguyễn Linh anh hay nói nè, chị em phụ nữ mình cũng phải nắm bắt thời cơ kịp lúc, chứ nhiều khi là nó chỉ cần trọt chút xíu thôi cái lỡ đi luôn vậy đó. Dạ. Nha, lần này nếu mà cảm thấy được là mình phải chụp lấy thời cơ liền đó. Dạ. Sơ yếu lý lịch sơ sơ về tên trường của cô gái bên kia. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hồi cấp 3 thì em có thương một bạn học trên lớp, rồi bạn đi học đại học rồi chia tay. 5 năm sau thì em có quen một người nữa. Mà dạ, quen năm mấy sau. Năm? Dạ quen thì cỡ nửa năm thôi. Thôi bỏ qua chuyện cũ. Dạ. Bây giờ mình sẽ tìm cho mình một người phụ nữ như thế nào? Em thì chắc cũng đơn giản thôi. Cái điều mà ưu tiên nhất là sống chân thành, sống giản dị. Nói chung là cái gương mặt thì nhìn dễ thương, cười tươi. Có duyên chút, da với dáng dễ nhìn chút, không có hình xăm, nếu được không có hình xăm, không hút thuốc, uống rượu, bia, nhậu, đặc biệt là đánh bài. Dạ. Sao bạn nói toàn là trò chơi của con trai không vậy? Dạ, tại em thấy một số phụ nữ cũng có, cho nên thôi mình cứ đưa ra trước vậy cho nó chắc anh. Rồi, để chị hỏi bên đây coi, hút thuốc, xăm mình, đánh bài, em có dính cái nào không? Dạ, chắc chưa chị. Chắc chưa hả? Em nói biết hết, sẽ có. Sợ luôn em. Mình đặt ra cái chuẩn tìm một người bạn trai như thế nào? Mặc dù là em cũng không được ốm mà em lại không có thích người mà mập quá. Thứ hai là đầu không có bị hói. Sao tự nhiên em xuống tông chỗ thì em nói lớn lên em? Dạ đầu không có bị hói, với lại là thêm cái nữa là cao hơn em xíu. Em muốn cao bao nhiêu? Dạ em thì 1m68 trở lên là được. Bên đây 86. Em có thích bạn trai có sở trường gì hay tài gì không? Dạ sở trường với tài thì em nghĩ là không cần, nhưng mà em thích người là thích tập thể dục thể thao, rồi nên nếu có quen thì cũng rủ nhau đi tập thể dục thể thao vậy thôi, cho nó khỏe vậy thôi. Để hỏi ảnh thôi coi anh có thể thao không nha. Anh cao bao nhiêu? Dạ em cao chắc đạt yêu cầu 111,5% ở bên kia. Sao tự nhiên hại não tôi chi vậy? Thì bên kia đưa 1m68 thì 100 mấy% rồi. 1m75. Rồi có chơi thể thao gì không? Em chơi cầu lông tập tành thôi. Bây giờ bạn có cái điều gì mà bạn cảm thấy không thích ở người phụ nữ không? Dạ nói không thích thì hơi ngại, nhưng mà ví dụ như mà hô sơ sơ thôi. Là thích hô sơ sơ? Không. Tức là không thích hô. Dạ nói vậy đi cho ngắn ha. Bên đây không có hô sơ sơ, đây hô nguyên hàm. Móm móm được không? Dạ móm thì chắc có duyên hơn. Móm có duyên hơn. Bây giờ đâu hết thích hết đất thử một vài cái coi. Cái nào phải làm khó nhau dữ. Đâu có làm khó đâu. Tại vì bạn gái bên này chỉ thích người bạn trai có chơi thể thao. Sao quý vị? Ráng làm những vài chục cái coi. Thích chất lượng ha. Coi chừng cái lỗ mũi nha. Thôi được rồi. Ổn định rồi. Khỏe. Được. Bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được, tôi gả luôn rồi đó. Dạ nếu mà tìm hiểu mà hai bên hợp thì chắc khoảng dưới năm đi chị. Bây giờ là trong một năm là đám cưới được đúng chưa? Dạ được. Rồi để tôi về tôi nói cho. Khỏe, cao, đẹp trai, hít đất 10 cái xác rạc. Được. Bà Mai phải làm khó quá ha. Đâu, thầy qua đây, coi đằng gái thì coi sao nha em. Dạ. Trời, cô giáo dạy tiếng Anh dễ thương lắm. Oh, good morning. Dạ chưa rồi. Thì tôi mới ngủ dậy tôi tưởng là buổi sáng. Anh bên đây thì anh hơi đẹp trai chút. Nói thẳng gì luôn á nha, đằng trai là hơi đẹp trai đấy. Mà thường những người mà đẹp trai á thì hay có những bóng hồng xung quanh. Có ghen không?
chắc là ghen anh. Ghen mà ví dụ là mình ghen vừa vừa thôi, mà nếu mà người thấy người ta mà người ta mình đã thể hiện cái thái độ của mình như vậy rồi mà người ta vẫn cố tình người ta như vậy thì mình chắc là... Đặt trường hợp em thấy người yêu của em chở một cô gái đi trên đường mà cái tay để lên cái đùi, em sẽ làm gì ngay tức khắc? Chắc là em phải chạy về nhà xong rồi ăn cơm uống nước cho bình tĩnh rồi sau đó từ từ tính anh, chứ còn nếu được cái này được. Trời hay vậy. Thấy cái này tâm lý nè. Bởi vì khi mấy cô kia thấy cái tụi nhào vô cái gì vậy, sao để tay lên đùi, biết đâu cái cô kia tự nhiên chạy cô sợ cô vịn tay lên đùi vô tình em bắt gặp làm sao. Thí dụ vậy mình phải về nhà bình tĩnh để giải quyết. Khó để hỏi ăn anh coi cơm, tại nước. Sao đúng rồi dạ, em uống nước ăn cơm tắm rửa ngủ giấc sáng mai em hỏi. Tại vì thường mà em mà bị căng thẳng là tức giận là em phải kiếm gì em ăn trước cho đỡ tức chứ. Được, cô này được xử lý thì cũng rất là tốt ha. Thôi hỏi như đó cũng thấy được rồi đó, tình hình là trai tài gái sắc vô. Riêng bà Mai cái vụ ghen này phải học hỏi cô này mới được. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến tư vấn của người thân đi ha. Em gái có đi với ai không em? Dạ em đi với lại em gái ruột với lại hai đứa em làm chung chỗ. Hỏi ý kiến em gái ruột trước đi. Em chào anh Nguyễn Linh với chị Cát Tường. Chào em. Tình hình anh rể tương lai thế nào em? Em thấy anh cũng dễ thương. Về ngoại hình thì chắc là đạt rồi á. Em có yêu cầu gì anh rể tương lai không? Nếu mà làm anh rể em á thì yêu thương chị em xíu. Tại chị cũng hiền lắm, mà nói chung là siêng lắm. Sáng dậy là chạy bộ xong rồi về nấu ăn cho cả nhà, xong rồi tối đi làm về là nấu ăn cho cả nhà luôn. Ổn đấy. Được nha. Cảm ơn. Mẫu em gái. Người vợ lý tưởng đấy. Rồi, mình đi với ai? Dạ em đi với cô Chính. Cô Chính. Dạ. Chào cô Chính. Dạ chào cô. À, chị xin chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Theo ý kiến của cô thì cô nhìn cô thấy bé này thì cũng rất dễ thương và hiền. Và cũng có nhiều cái quan điểm này. Cô nhìn cô thấy là cũng hơi giống của cháu cô á. Thì cô cũng khuyên cháu cô thì nên hẹn hò đi rồi có thể có gì mình tìm hiểu thêm. Cảm ơn cô Chính. Khuyên em á là hẹn hò để tìm hiểu sao. Cô Chính cũng thoáng. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Cặp đôi này xứng nè. Rồi gặp đi bạn. Chào. Tặng cho anh. Em tặng cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Anh là anh định mang theo quyển sách để tặng nhưng mà vì sách rất là kén người cho nên là anh sợ rủi mà người không thích đọc sách thì nó không có ý nghĩa cho nên là anh cuối cùng là anh tặng cái cây. Dạ. Em cũng thích cây lắm nhưng mà hy vọng là anh thích cuốn sách này. Nghe. Dạ. Là sở thích có vẻ giống nhau rồi ha. Rồi. Bây giờ mình cảm nhận về người đối diện lần đầu tiên gặp mặt khi mà tấm màn nhung kéo lên, thấy thế nào? Chị thấy luôn vẫn còn thấy hồi hộp. Anh thấy Tú Anh nó là dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Thực sự nếu mà được cái hiền đó là cái mà anh có vẻ là anh cảm thấy vừa ý nhất. Em thấy thì nhiều khi mình cũng không thích người ta nghĩ mình hiền quá, tại vì nếu mà người ta nghĩ mình hiền quá thì nhiều khi ăn hiếp thì em cũng không thích. Ủa em nghĩ sao cái mặt anh vậy, ăn hiếp được ai em? Em đâu biết được. Rồi, bây giờ mình sẽ nói một câu nào đó từ đáy lòng của mình ha. Này mình nói theo tiếng nói của con tim, nãy giờ mình cảm nhận thế nào để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Em nói trước. Em cảm thấy thì ngoại hình đúng với em gái em nói thì nhìn dễ thương. Dạ. Em thì nghĩ là con trai dễ thương với lại có nụ cười ấm áp. Em thích con trai có nụ cười mà nhìn ấm áp vậy. À, với lại về những cái quan điểm thì em thấy anh với lại em cũng có một số điểm hơi giống. Rồi bạn nam thấy thế nào? Thì để em hát một câu đi ha. Rồi. Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê anh. Nếu em yêu cái nồng cay thì về Quảng Nam ân tình. Rồi về miền Trung nghe mùi xôi nếp mới. Rồi về nhà anh em làm dâu nhà anh. Ôi nghèo sao cái chi răng mà rửa hỉ. Ôi nghe thương sao cái bên đi bên tê. Đất Quảng ân tình nuôi anh từ thơ bé.
đất quảng ân tình cho anh một gian hình và cho anh những bước chân phong trần anh mới gặp được em. Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê anh, nếu em yêu cái mặn nồng thì làm nàng dâu quê anh. Nắm tay quyền thế, nắm tay quyền thế. Tay ảnh lạnh quá. Nắm tay quyền thế. Chắc là ảnh luôn. Hình như họ quen từ bao giờ vậy? Cái nắm tay rất chặt. Ô, xứng đôi quá. Bạn gái. Em cảm giác thế nào? Cảm giác như thế nào? Cảm giác cũng không có xa lạ lắm. Mình dùng mới lần đầu ạ. Không có xa lạ lắm. Tức là hình như đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Trong mộng thì phải. Nào, trở về vị trí, chuẩn bị, bấm nút. Dù đã nắm tay rồi nhưng mà cũng phải làm thủ tục về ghế. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm các bạn. Nói gì nói, đây là giờ phút hết sức là thiêng liêng đối với các bạn. Nó sẽ đánh dấu một cái ngày thật ấn tượng. Và chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày này các bạn nhé. 3 2 1 Hết thời gian. Bạn gái tặng bạn trai một cuốn sách Hạnh Phúc Đích Thực. Và đây chính là Hạnh Phúc Đích Thực. Chúng ta hãy gieo mầm để tình yêu lớn mãi các bạn nhé. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn sẽ có những buổi xem phim thật là lãng mạn để hiểu kỹ hơn. Dạ, cảm ơn. Hồi nãy nắm tay rồi, bây giờ nắm tiếp đi. Dạ, thôi, thôi, xíu rồi, nắm nhiều hơn. Không, nắm đi. Hôn nhau. Một cái hôn để kỷ niệm. Đó là thủ tục của chương trình đó bạn. Cái này chắc để sau. Không có để sau được. Bắt đầu. Hôn mà còn che lại nữa. Dạ em thấy bạn ngại quá nên che em kính lại cho bạn đỡ ngại. À đây, quà tặng gửi cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ cảm ơn chị Tư. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ cảm ơn anh. Chị đang làm công việc gì? Kinh doanh tại nhà, bán ăn bán uống chị. Trước tiên là cái trình độ học vấn. Anh muốn sao anh? Đại học trở lên. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hạ màn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Chúng ta sẽ giới thiệu sơ yếu lý lịch trích ngang. Mời anh. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Mình tên là Đức Anh. Năm nay mình 48 tuổi. Hiện nay mình đang sống ở Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu lên thành phố Hồ Chí Minh anh hả? Vâng. Anh đang làm công việc gì vậy anh? Hiện nay mình đang làm quản lý bên ngành giáo dục. Rồi xin mời bạn gái bên kia. Em chào quý khán giả, chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường. Em tên Kim Loan, 48 tuổi, quê ở Bạc Liêu. Ồ. Chị cũng 48 tuổi hả chị? Hiện nay chị đang Đồng làm hương. Chị đang làm công việc gì? Em hồi trước là thợ may, sau đó em muốn buôn bán kinh doanh tại nhà, bán ăn bán uống chị. Bán về món gì? Bán bò kho, phở bò, phở gà. Trời ơi, chắc là ngon lắm ha. Ủa, chị, nhưng mà 48 tuổi là sinh năm bao nhiêu? 169 chị. Anh sinh năm bao nhiêu? Mình sinh năm 68. Ủa, vậy là lớn hơn tuổi. Lớn hơn tuổi. Vậy chị gái ơi. Dạ. 48 tuổi chắc cái tuổi nó cũng vừa vừa rồi ha. Chị có thể nói một chút xíu về tình yêu của chị như thế nào mà bây giờ mới ngồi ở đây Em đã có gia đình mà chia tay anh. Mình có cháu, cháu rồi. Em được 3 cháu. Bao nhiêu tuổi cháu? Chị? Một cháu trai 24 với 20, cháu gái 13 tuổi. Hai trai một gái. Con lớn quá hả? Dạ. Lấy nhau được bao nhiêu năm thì mình chia tay hả chị? Bắt đầu ý kiến cũng lâu lắm rồi anh Linh. Nhưng mà tại vì em thương con á nên mới kết thúc giấy tờ hẳn hồi thì 5-6 năm nay á anh. Dạ, là 5-6 năm nay mình ở vậy một mình. Dạ. Dạ, lý do sao chị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Tại vì con dâu á, bạn gái của con trai á, nó động viên, nó nói mẹ đăng ký đi, chơi về vui, thấy chương trình này cũng hay quá. Rồi ký cho chị. Con dâu thiệt là tâm lý ha. Thôi mời anh. Mình hỏi anh sẽ nói một chút xíu về đường tình của mình như thế nào anh.
Mình trải qua hai mối tình và một cuộc hôn nhân. Mình cũng cái hoàn cảnh cũng gần giống bạn gái bên này. Mấy cháu rồi anh? Hai cháu. Một cháu lớn đang học đại học năm 2, một cháu học lớp 8. Hiện nay các cháu sống với mẹ. Hai đứa con cũng lớn như chú bộ. Vâng. Không có cứu vãn gì được anh hả? Rất tiếc. Cha, hôm nay trường hợp này hơi đặc biệt nha. Thôi giờ là anh đưa ra quan điểm của mình đi. Mình sẽ tìm cho mình một cái người bạn đời thế nào để có thể đi suốt một cái chặng đường còn lại nè. Trước tiên là cái trình độ học vấn. Học vấn, anh muốn sao anh? Nghề nghiệp thì không quan trọng lắm, quan trọng là thu nhập ổn định. Anh muốn trình độ thế nào? Đại học trở lên. Ủa tại sao vậy anh? Sao phải học cao vậy anh? Cái trình độ nó liên quan rất nhiều vấn đề, trong đó có cái quan điểm sống, cái lối sống và cái lối ứng xử giữa vợ chồng và cái cư xử với hai bên gia đình. Linh nghĩ là đôi khi có những người không có trình độ đại học nhưng họ sống rất là tốt, họ sống bằng cái tâm của họ, cũng đâu có liên quan gì đến cách sống và trình độ đâu anh. Cũng có những người học rất thấp nhưng mà người ta lại là người vợ tuyệt vời. Đúng rồi, đúng rồi đó anh. Mình đồng tình. Còn bây giờ anh yêu cầu đại học thì cái trình độ mình đề nghị ra không phải là tất cả, nó tổng hợp nhiều yếu tố, quan điểm sống và hình thức. Linh nghĩ cái quan điểm sống mới là quan trọng. Vâng vâng. Có thể mình diễn đạt không đúng cái ý của mình nói. Dạ dạ. Thì anh có đưa ra cái chuẩn gì luôn không? Anh nói luôn đi. Rồi để em tâm sự với chị. Mình muốn có một bé gái. Anh muốn đẻ nữa hả? Vâng. Nếu bây giờ chị ấy không đẻ được con gái, đẻ ra con trai nữa thì sao? Dĩ nhiên là được. Cũng xin phép anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý khán giả, mình cứ chia sẻ những cái gì mình mong muốn nhất. Còn quan trọng mình có cái gì để cho đối phương nữa. Dạ. Chứ không phải mình cứ đòi hỏi là đương nhiên mình sẽ được. Đúng rồi, mình cứ nói thật hết những gì suy nghĩ thôi. Khi mà gặp nhau á, cái duyên nó sẽ xóa đi tất cả những cái yêu cầu của mình. Nãy giờ chị cũng nghe anh chia sẻ những quan điểm sống của anh. Thế giờ mình mong muốn tìm một cái người để mà đi với mình cái quãng đời còn lại. Thì mình muốn cái người đó như thế nào? Phải mở rộng vòng tay để dìu dắt mẹ con em vượt qua những cái khó khăn và chia sẻ và yêu thương bảo bọc lo lắng cho em, tại vì em chưa có được chưa được chia sẻ và quan tâm. Dạ. Có lẽ chị bên kia chỉ chưa được hạnh phúc trọn vẹn. Em xin phép anh nha, em nhỏ tuổi anh nên xin phép để em qua em nói chuyện với chị chút xíu nha. Chứ không phải là mình chào chị. Hồi nãy Linh trò chuyện với anh kia thì ý anh cũng muốn là chị xin cho ảnh thêm một đứa con nữa. Chị thấy sao chị? Nếu như ảnh thật sự ảnh là người tốt mà biết chia sẻ, mở rộng vòng tay, che cái tổ ấm cho em thì cái chuyện đó em sẵn sàng, không có thành vấn đề. Những lúc buồn chị thường tâm sự với ai? Không có ai để tâm sự hết. Cái người chồng cũ có chu cấp hay là có dạy dỗ các con không chị? Dạ không chị, không có chia sẻ bất cứ một cái gì. Một mình em tội nghiệp, ba đứa con em cũng vẫn bất hạnh, thiếu sự dạy dỗ và dìu dắt của cha. Nhưng mà ba người con của chị cũng lớn rồi, có đồng quan điểm để chị bước thêm một bước nữa hay không? Nó nói miễn sao mà mẹ đừng có buồn, mẹ vui thì sao con cũng con chị, dâu đăng ký chương trình. Xin chia sẻ với chị điều đó ha. Dạ dạ. Anh xin phép nha. Dạ. Nãy giờ anh nghe chị nói cảm nhận như thế nào hả anh trai? Mình nghĩ là mình có thể chia sẻ được. Mình nghĩ là mình sẽ cố gắng. Dạ. Dạ chào anh. Chào các dạ. Anh ơi, nhưng mà điều em nói thiệt nha, bây giờ anh cũng đã có hai cháu rồi, chị cũng có ba cháu rồi. Thì bây giờ nếu như mà mình hợp với nhau mà mình cảm thấy mình có thể san sẻ trong cuộc sống với nhau được á, nhưng mà chị không thể sanh được nữa thì điều này nó có làm anh thay đổi quyết định của anh không? Mình nghĩ đứa con nó không phải là tất cả. Nếu sau này thành hai đứa đã có rồi, dĩ nhiên có thêm một đứa bé thì tốt hơn. Yeah. Không phải là tất cả, không phải là điều kiện tiên quyết. Được nhiều yếu tố thì tốt, còn không thì mình chấp nhận. Bởi vì chính mình cũng chia sẻ là mình thực ra mình chẳng có nhiều để cho bạn đời, mình cũng có ít lắm. Thôi bây giờ có lẽ mình để sự tư vấn của người lớn đi chứ. Dạ. Yeah. Người lớn là ai nữa, lớn hơn nữa. Anh ơi, có ai đi theo không anh? Có bạn đồng nghiệp. Dạ. Yeah. Bạn đồng nghiệp. Cái cảm nhận của anh về hai người này thế nào ạ? Hy vọng là sau chương trình này hai anh chị nắm tay ầu ơ với dầu và hát được câu Thương Lắm Mình Ơi là mừng lắm rồi. Rồi, chị gái bên kia chị có đi với ai không? Em đi với chị Kết Nghĩa. Dạ, chào chị ạ. À. Chào Linh với Cát Tường. Cặp này được không chị? Được, nhưng mà điều chị thấy như vậy em đòi hỏi quá cao, đòi hỏi phải đẻ con gái, gũi đẻ con trai nữa rồi làm sao?
chị cũng muốn hai em nắm tay nhau rồi mà cuối đời rồi không còn gì nữa hết á. Giờ cuối đời rồi của chưa, em cuối đâu trời mới giữa giữa nói chị trời ơi gần 50 tuổi rồi còn nữa em 50 tuổi chưa cuối đời nữa là người rồi còn gì nữa mà giờ sanh đẻ nữa là chị không chịu. Nó bất hạnh lắm, không được chồng thương rồi con thì tự lo tự nuôi không, mà nó giỏi lắm đó, nấu ăn đồ ngon lắm thì chị thấy em cũng được, nhưng mà điều nói sanh đẻ là chị không chịu. Thôi bây giờ thôi hai anh chị anh với chị gặp nhau nha, thật sự rồi em không có dám tư vấn cái này. Nào kéo màn lên xin mời anh chị. Lần đầu gặp em thấy anh thế nào? Thế anh cũng dễ gần, anh thấy em sao? Anh cũng nghĩ thế. Nhưng mà tính anh thì hơi kỹ tính và hơi nóng tính. Em có như vậy không? Em hiền lành nhưng mà em cũng nóng tính, mà em biết lắng nghe và tôn trọng. Anh thì anh nghĩ thế này, hôm nay mình có duyên là đã được gặp. Hai đứa hay chớp với cái cơ hội đó, còn có thành hay không nó lại là cái nợ. Đúng không? Mình đều là những con chim đã từng gãy cánh rồi. Anh mong rằng anh và em đạt được cái mục tiêu giống như anh Quyền Linh và chị Cát Tường mong muốn. Em thì thích nghe nhạc, thích đi du lịch. Giống anh. Hay anh chỉ thích nghe nhạc hay anh hát tặng chị một bài hát gì đi? Xin hát tặng em và tặng anh chị và khán giả bài hát Triệu Đóa Hồng. Một ngôi nhà xinh anh hoa xinh gợi trong tranh vẽ những vui buồn, lòng anh thầm yêu cô ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng, tặng một đài dương hoa hồng thắm cho người ca sĩ anh yêu thầm. Dạ chị cảm nhận như thế nào ạ? Chị anh hát hay chị được rồi. Có thích lãng mạn không? Dạ thích, anh rất thích lãng mạn. Mà chưa được lãng mạn. Anh có thể tổ chức một buổi gặp mặt đầu tiên thật lãng mạn không anh trai? Mình nghĩ là mình có thể. Thí dụ mình hẹn hò đâu cho nó lãng mạn đi anh? Hợp phố chẳng hạn. Hợp phố là ở đâu? Ngã tư Trần Huỳnh, Lê Duẩn, thành phố Bạc Liêu. Ủa mình gặp ở bữa giữa ngã tư gì đó hả? Chỗ đó là cái gì anh? Cái quán cà phê nhạc chính. Nhưng mà như anh Quyền Linh nói thì có thể giữa đêm 12 giờ hả? Đứng giữa ngã tư cũng được. Đúng rồi. Cũng có thể khi màn đêm vừa buông xuống, sương mờ nó bay là đà, anh đứng nghe chờ ngay ngã tư, cầm một cái bó hoa hồng chờ chị, và chị xuất hiện đúng 12 giờ ta tặng một bó hoa, hát bài Triệu Đóa Hồng đỏ thắm. Đó là một cách cũng lãng mạn đúng không anh? Rồi, thôi thế cũng cảm nhận được rất là nhiều điều rồi ha. Bây giờ anh chị suy nghĩ thật kỹ, chuyện này hết sức là quan trọng. Nó hệ trọng không chỉ riêng cuộc đời anh chị. Dạ. Mà nó còn hệ trọng đến những người con nữa. Bây giờ anh chị để tay mình nút bấm đi. Mình suy nghĩ thật kỹ. Bấm hay không bấm là quyền của anh chị. 3 2 1 Hết thời gian. Cảm ơn Quyền Linh và Cát Tường cùng với ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn quý khán giả. Tuy nhiên hai đứa mình thì cũng đã không từng thành công trong cái hôn nhân và tình yêu. Cái sự thận trọng là đôi khi cũng cần thiết. Yeah, cho nên mình nghĩ đôi khi mình có duyên rồi đó nhưng chưa có nợ. Quan trọng nhất là hôm nay mình được gặp nhau ở đây và có thể mình sẽ có một cái cơ hội khác, em và cả anh. Yeah. Xin cảm ơn. Và một điều mà Quyền Linh nghĩ rằng rất là vui nữa là hôm nay anh chị trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Bạc Liêu sẽ đi chung một chuyến xe. Biết đâu điều gì sẽ xảy ra trên chuyến xe ấy. Cũng có thể tất cả mọi điều có thể xảy ra nếu chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Gửi tặng hai anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc cho hai anh chị sớm tìm được một nửa của mình. Và đặc biệt là chị nhé. Người phụ nữ sẽ tìm được một người đàn ông sẵn sàng đón nhận mẹ con chị. Và chúc anh sẽ không ở một mình nữa mà sẽ có một người ở cạnh mình để chăm sóc chia sẻ anh nhé. Vâng, cảm ơn. Dạ. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Nấu ăn dở lắm, còn hay quên nữa. Điểm thì không biết nấu ăn,
Rồi hai đứa này ăn cơm tiệm luôn. Còn bên đây mấy mối tình? Vài mối tình. Vài mối hả? Dạ. Đó là lý tưởng rồi, đúng chưa Quỳnh Linh? Em nói đi, anh sẽ lo cho em học thiết kế. Anh sẽ lo cho em học thiết kế và lo những cái khác đó nữa. Xin mời nhà gái. Chào con Hồng Vân. Rồi, mời anh trai ngồi. Cưng giới thiệu về mình đi. Dạ, trước tiên con xin chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Con tên là Trần Thị Cát Phương, con năm nay 29 tuổi, nghề nghiệp là con đang làm thu ngân. Thu ngân, ở đâu? Dạ, con làm ở quận Nhất ạ. Mà đợt dịch vừa rồi thì cửa hàng con đã đóng cửa, nên bây giờ con đang tìm một nơi làm mới ạ. Rồi nhà mình ở Sài Gòn luôn hả? Dạ, con sinh ra và lớn ở Sài Gòn, con ở quận 8. Xin mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trần Hồ Tân Hồng, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Quê em ở Đồng Tháp và hiện tại đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh quận mấy? Dạ quận 7 ạ, đang có công trình quận 7 ạ. Rồi quận 7 qua quận 8 cũng gần ha. Rồi nhà gái cho tôi biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ ưu điểm của con là con sống tình cảm, con biết vẽ. Còn khuyết điểm của con hơi nhiều một chút là con hơi ít nói, với lại là con nấu ăn dở lắm, con hay quên nữa. Dạ. Còn bạn bên kia làm sao? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, không biết hút thuốc. Nhược điểm thì không biết nấu ăn. Rồi hai đứa này ăn cơm tiệm luôn. Chắc gì ăn bị gói quá anh Linh. Rồi bạn đàn gái có mấy mối tình rồi? Dạ con trải qua hai mối tình rồi. Mối tình thứ nhất là năm 22 tuổi, được 2 năm. Rồi mối tình gần đây nhất là cũng 2 năm, con chia tay được mới 1 năm rồi. Còn nhưng mà lý do tại sao lại chia tay? Yêu xa cho nên là tình cảm cũng nhạt dần. Còn bên đây mấy mối tình? Vài mối tình. Vài mối hả? Dạ. Tỷ lệ bên đó là thua bên đây rồi đó nghe. Bên đây người ta có hai mối tình thôi. Chào cưng. Ừ. Rồi bây giờ cưng muốn cái người bạn gái của cưng phải như thế nào? Dạ vui vẻ, hòa đồng, biết kính trên nhường dưới. Đừng nói biết nấu ăn nha. Tóc dài. Không cần biết nấu ăn đúng không? Chứ bên đây là người ta không biết nấu đó. Quan trọng là tinh thần về học chị ơi. Dạ. Gia đình hai đứa lấy nhau thành gia đình mì tôm. Rồi cái điều mà em không thích ở bạn gái là gì? Bạn gái là đừng có xâm hành. Cái tình hình kinh tế bên nhà gái bên tôi hiện giờ là đang cực kỳ suy thoái. Là tại vì cái dịch vừa rồi cho nên bên nhà gái chúng tôi hiện giờ đang thất nghiệp. Bên nhà trai thấy sao? Có cu mang nổi hay không? Chắc cũng được chị, chắc cũng được chị. Được đúng không? Kỹ sư xây dựng mà gì? Gói thì bao la. Bao la đúng không? Dạ. Gói bao la. Bao la. Bánh bao vô tư. Cứ mì gói bánh bao hoài luôn. Này, chào em gái. Dạ con chào chú Quyền Linh. Sao buồn vậy? Dạ con hơi hồi hộp. Hồi hộp cười tươi lên. Trời ơi bà mối Hồng Vân đây mà để cho cô gái buồn quá con. Bây giờ con thích người đàn ông của con mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ mẫu hình lý tưởng con là giống chú Quyền Linh. Này đẹp trai giống. Đẹp trai hơn, đẹp trai hơn chú Quyền Linh, Linh được á. Không? Đẹp hơn chú Quyền Linh được không? Ừ, mặt dạ, tôi được. Da đen hơn chú Quyền Linh. Không, da xem chú Quyền Linh ha. Nói chung là đẹp em trai. Cao nhiêu, em cao nhiêu vậy? Dạ, 1m68 ạ. Bây giờ hôm nay con đi với ai nè? Dạ, con đi với mẹ. Dạ, chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào khán giả trường quay. Theo tôi nhận thấy thì cậu trai này dễ nhìn, thấy dễ mến. Cảm ơn. Cảm ơn mẹ. Rồi, nếu hai con có cho cơ hội thì tìm hiểu nhau. Bây giờ là em trai, ai đi với em giới thiệu cái coi. Dạ em đi với mẹ, bạn thân, mấy anh chị đồng nghiệp trong ty với hai anh em họ. Chào quý vị khán giả trong trường quay, còn chào bên đàn gái, chào cháu. Dạ con chào cô. Cháu gái bên này thì giòn cũng dễ thương, dễ mến. Nếu được thì hai con cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Bây giờ nè, đàn gà trai á, mình nói vài câu với đàn gái đi, mình giao lưu một chút đi. Hai bà xui tương lai. Hai bà xui đó. Đúng rồi. Chào cầm video đi chị. Chào chị. Nếu mà được thì hai cha mình làm xui ha chị. Dạ. Vui vẻ ha. Dạ. Dạ em nay là 53 tuổi. Còn chị? Tôi năm nay 55 ạ. Dạ. Dạ, dạ xin chị nếu em. Nếu có cơ hội hai chị em mình làm xui. Dạ, rồi hai chị em bước tới ôm giao lưu cái đi. Ừ đó. Trời ơi tình cảm biết đâu. À. Trời ơi.
Bây giờ mình mở rào thôi Vân. Ừ, đúng rồi. Mở rào. Mở rào. Anh có món quà muốn tặng em à? Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ không. Anh mở cái hộp ra coi là gì chọn. Hình trái tim được xếp bằng những tờ đồng 1.000 và 2.000 ạ. Đâu đưa coi coi. Dạ, ý nghĩa dạ. Là sao cưng? Em muốn gửi những trái tim có cánh này gửi đến bạn gái, để gửi những lời yêu thương bạn gái. Dạ em cũng có món quà tặng lại anh. Gì dạ nói đi. Dạ món quà này là bức tranh, không phải bức tranh em vẽ đẹp nhất mà là bức tranh ý nghĩa nhất đối với em, là em vẽ cái bộ áo cưới mình ao ước. Em thích làm thiết kế hả hay sao? Dạ đúng rồi, ước mơ của con là làm thiết kế. Ok, cái này chắc bỏ nghề thu ngăn đi làm thiết kế. Được, mở cho khán giả coi coi đẹp không. Đó cái mẫu áo cưới của cổ đó. Con vẽ đó hả? Dạ. Xuất sắc. Dạ con cảm ơn chú. Rồi. Không, để được vậy là xuất sắc đó. Đó. Cái này nếu mà con đo cô Vân con mai khác kịp đúng nha. Tại sao mình không đi học thiết kế đi? Dạ tại vì con hồi đó con có học thiết kế nhưng mà tại vì điều kiện gia đình không cho phép nên con bỏ giữa chừng con đi làm à. Chắc là học phí cao hả? Dạ. Thiết kế thì một khóa thì khoảng bao nhiêu con? Gần 20 triệu. Bên nhà trai coi sao. Để nhà trai lo. Trời ơi tưởng cái gì nó lớn lao. Bây giờ con có muốn đi học lại không? Ăn mì tôm để dành được. Dạ. Được, em nói đi, anh sẽ lo cho em học thiết kế. Anh sẽ lo cho em học thiết kế và lo những chuyện khác đó. Nữa em dễ thương quá. Dạ em rất là ngoài tiên liệu luôn đúng không, dễ thương. Dạ, ngoài rồi, tiên thấy bé mặt nó cứ buồn buồn á, em cố gắng làm sao về em cho nó cười hoài đi, chị thấy nó uất cái gì mà mặt nó cứ buồn luôn hoài nha. Ừ. Dạ. Con cười tươi lên nào, cười tươi lên rất là đẹp. Hiện tại em đang làm ở đâu ạ? Thất nghiệp, tại nó ta thất nghiệp mà hỏi nỗi đau của ta. Thì thôi thu ngăn này thôi, về nhà thu tiền của anh cũng được. Nó giữ tiền của anh xong đi học thiết kế. Dạ, đúng không? Đúng trời, nói thấy thương hết sức luôn rồi. Nếu mà hẹn hò thì một tuần mình gặp nhau mấy lần à? Dạ em nghĩ quận 7 với quận 8 nó gần, chắc là một tuần mình gặp mấy lần được à? À, anh thì làm ở quận 7 thôi, nhưng mà hiện tại đang ở quận 9. Quận 9 với quận 8 cũng gần á. Sát bên, 8, 9, 8, 9 cái bên, quận 7, 8 cũng vậy. 7, 8, 9. Dạ đúng rồi. Dạ 7, 8 cũng vậy mà 8 vậy. Này cuối tuần này chắc mình triển luôn đi. Ngoài thích vẽ, còn thích thiết kế, còn thích gì nữa không? Dạ em thích ăn uống, thích du lịch, thích đi chơi với bạn. À, anh còn anh với bạn, dạ? Đi chơi với anh. Dạ chừng nào có anh thì mới thích đi du lịch với anh. Thì anh thì anh thích thể thao, chứ cái nữa giờ thích đi chơi với em. Đó, vậy đó, trời quá. Ê, được, hay được nha. Dạ. Ví dụ này được à. Dạ. Anh thì anh ghen có một tí à. Đi đâu đi chơi với ai phải nói để biết, lỡ đi ra ngoài đường hay khơi bị nào bắt cóc rồi sao rồi được. Rồi đừng có nhắn tin liên lạc với người yêu cũ các kiểu, không được. Dạ, ừ. Cái đó thì em không có à. Còn em ghen dữ không em? Dạ không ạ. Em thì em nghĩ là ai cũng có những cái mối quan hệ khác ngoài cái mối quan hệ yêu đương. Miễn là mình biết chừng mực là được rồi. Đúng rồi, nhưng mà phải rõ ràng. Dạ. Ừ, đúng rồi. Anh có lăng nhăng không ạ? Không, không có lăng nhăng lắm đâu. Không có lăng nhăng lắm hả? Nói chung là anh có lăng, nhưng mà nhăn cũng có. Nhưng lúc nào lăng là lăng, còn lúc nào nhăn là nhăn. Lăng phải cái là nhăn. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Anh với em cũng xem tuổi cũng lớn rồi, coi được cuối năm cưới luôn em ơi, coi được cuối năm cưới luôn em ơi. Rồi bây giờ cưới nhau rồi ở nhà ai? Hiện tại em đang ở nhà quận 9 á, thì được thì bạn gái về nhà em ở. Anh trai bước tới nắm tay em gái. Nắm tay ca hát cho đi cho nó vui nè. Cho tay hát bài gì đó nắm tay. Vừa đẹp người phọt phiết đồ ngon lành. Cho anh xin nắm tay. Dạ. Nhìn cô gái hát. Tìm được người con gái thật dịu dàng dễ thương, với tóc đuôi dài như án mây phiêu bồng. Một người thật đầm thắm, một người chịu sẻ chia, biết lắng nghe lòng tôi những khi tôi buồn. Nhẹ nhàng vòng tay nan ôm lấy tôi, ngàn lần buồn sau chợt tan. Em
Trái tim anh đã bị em cướp đi rồi. Giờ em phải đền bù cho anh là để anh quan tâm chăm sóc em trong thời gian sắp tới. Dạ. Trời ơi, rụng nụ luôn á, rụng nụ luôn. Kiểm tra con tim của mình xem thật sự nó rung động chưa các bạn. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay. Bây giờ bắt đầu chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Rồi nói vài lời với bác đi. Dạ bác ơi, cho con xin phép được quan tâm chăm sóc lo lắng cho em. Rồi em gái nói gì với thiệt luôn á. Dạ lòng... chào bác ạ. Con cảm ơn bác đã sinh ra một nửa mà con đang tìm kiếm. Dạ thưa mẹ đi. Mẹ hay má. Dạ thưa mẹ. Trời. Đó. Bên đây nè, không lẽ mình thua. Thưa mẹ. Thôi. Và bây giờ là cái hôn đầu tiên nè. Dạ xin phép mẹ cho con hôn vợ con một cái. Dễ thương. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speakable nhé. Anh em là một cơn mưa dài trên dòng sông bé. Cơn mưa dài trên dòng sông bé. Trời. Em có ngại về cái việc mà đã một lần đò không? Dạ không chị. Tại vì người đàn bà cũ à, họ được đáng được thương và đáng được trân trọng. Hay. Mời nhà trai. Thôi, ngồi đi bạn. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi á. Bây giờ mình giới thiệu về nhau nha. Rồi, mời em. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ, em chào khán giả. Em tự giới thiệu về bản thân mình. Tên em là một cơn mưa dài trên dòng sông bé. Cơn mưa dài trên dòng sông bé. Trời. Em xin nói sơ một tí về cái quê hương của em nữa. Là đến với quê hương của em, mỗi khi mà tiếng gà các tiếng gáy là mọi người sẽ được hưởng một cái bình an, một cái hạnh phúc và một cái lộc của trời ban. Đó là những gì mà em giới thiệu về bản thân và tên của em và tên về quê hương của em à. Anh hiểu luôn á. Chứ mà chưa hiểu thì em sẽ giải thích ra thêm một tí nữa. Cơn mưa dài đó là mưa có phải là trường vũ không anh? À cơn mưa dài là trường vũ, em tới là dạ. Trường vũ hả? Dạ, còn sông bé là cái tỉnh của em. Và năm khi mà Bình Dương và Bình Phước tách tỉnh nên bây giờ là nó thuộc về tỉnh Bình Phước à. Và cơn mưa dài trên dòng sông bé là em tên là Trường Vũ và đến từ sông bé. Trời ơi. Em hết hồn chưa? Em hết hồn chưa? Vậy em giới thiệu về mình đi. Chào Nguyên Linh, chào anh kia, chào quý vị khán giả. Em tên là Võ Thanh Trung. Em sinh năm 1983. Nội ơi. Võ Thanh Trung hả? Ủa dạ. Sao kỳ vậy? Ủa tên sao giống trai vậy? Dạ đúng rồi. Biệt danh của em là bé heo. Cái đó biệt danh thôi. Còn cái này á là em là miêu mập á anh. Miêu mập hả? Dạ. Em về khuôn khổ giống em Hồng Vân á. Gì nói gì à? Hey. Ông Mai ông nói gì vậy? Ông lên ông Mai. Về khuôn khổ. Ai khuôn khổ? Ông nói bên trai hay bên gái giống tôi? Đàn trai giống. Bên nào cũng giống hết trơn á. Ủa vậy hả? Khổ. Ta có của ăn của để mà mắc cười quá hai em ha. Hai dạ. Bên có họ hàng với Hồng Vân. Ông làm gì ông nhỏ lắm. Vậy em xa. Ừ. Ông Linh lúc nào ông vậy đó. Ông giống như ông tự ảo tưởng á là ông dạ. Nhỏ bé, ông gầy còn ốm yếu như là cái hồi cách đây 20 năm á em. Dạ. Ủa nhiều khi chị không muốn nói luôn á. Thôi vô vấn đề đi. Giờ đàn gái, điểm mạnh điểm yếu đàn gái là gì vậy? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Hôm nay hơi run xí, biết nấu ăn. Dạ. Điểm yếu là dạ, trước đám đông em hơi bị rụt rè. Có cái tật xấu gì không? Dạ tật xấu hả? Hay quên. Ủa Trung em là quê ở đâu Trung? Dạ em ở Bình Phước anh. Nhưng em làm công việc gì Trung? Dạ em làm công nhân may ở quận 12 á. Ông làm nghề gì vậy cứ mưa dài ơi? Dạ em làm nghề lái xe chị ơi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của Vũ là gì? Xưa thì em còn chơi thể thao giỏi. Ừ. Em từng là cầu thủ. Bây giờ thì giờ cầu không có cầu thủ nổi em đâu. Giờ là bây giờ chuyển qua bây giờ là em hâm mộ rồi. Giờ em là fan của đội tuyển bóng đá Việt Nam rồi. Giờ là đứng thủ chứ không phải đâu cầu thủ.
Còn điểm yếu của em á, về có nghĩa là em hay nói nhiều quá. Nói nhiều mà, bởi vì có nói nhiều mà cũng làm cái điểm mạnh mà cũng làm cái điểm yếu của em. Không sao đâu, miễn vui là được rồi ha Trường Vũ ha. Dạ. Nói chung là em, cái tính em thì sôi nổi, nói chung là em là cái điểm tựa cho đám đông. Nói chung là em là trụ cột của những cái cuộc vui của anh em. Em là trụ cột là chắc lắm. Em có đủ điểm của em, cái là em cũng không biết rượu bia. Có khuyết điểm em là có cái là em có hút thuốc. Hút thuốc nhiều không? Dạ cũng ngày gói anh. Ngày gói. Ủa em ơi, em có ghen không Vũ? Dạ không chị ơi. Vậy mà em gặp một cái người mà ghen quá rồi em tính làm sao? Dạ em có thuốc trị hết á. Có thuốc trị hả? Trị dạ. Sao anh? Trời ơi, thì em nếu mà có cơ hội đi thì em mới biết được chứ. Giờ cái đó bí quyết của anh sao nói ra được em? Mà anh nói thiệt là anh không ghen không? Không phải là ý là mình ghen, nhưng mà cái ghen của anh nó không phải như những cái người ta mà cứ bập chực này nọ. Bữa nào thử đi biết. Trời ơi. Nếu mà có cơ hội thì em mới biết anh chị cái cách ghen nó như thế nào. Dạ. Thôi giờ mình nói về chuyện tình yêu đi. Mối tình chính thức thì chỉ có chồng em thôi. Có một đứa con năm nay 15 tuổi. À, đứa ở con với 15. Chồng em. Chồng em lấy vợ rồi. Tụi em đã ly dị nhau bao lâu rồi? Dạ 8 năm rồi. Có thường xuyên gặp mà con gái không? Dạ em đi làm ở dưới đây á, lâu lâu lễ em về đứa nó xuống chơi. Sau cái mối tình đó là em chưa có mối tình nào khác luôn? Dạ không, em chỉ đi làm thôi. Ăn ở không 8 năm rồi đó. Trời ơi Vũ ơi, bây giờ em thì sao nè? Em thì trai tân chị ơi. Cái gì? Em bị tụt huyết luôn rồi, đứng dậy liền đang coi coi trai tân coi sao. Kiểm tra giùm em. Chưa lấy vợ luôn á. Dạ chưa chị ơi. Trời đất ơi. Nhưng mà lý do sao mà em chưa muốn lập gia đình? Em mập quá, vợ gái như ngán mỡ sao á. Đâu ra, không có. Đừng có nói chữ mập ở đây. Chị em mình là né chữ đó. Dạ. Né chữ mập ra. Em có biết không, rất nhiều những phụ nữ họ đặt một cái điều kiện là cái người đàn ông của họ phải bụng bự. Đặt một cái điều kiện người đàn ông họ phải bự, tức là mập, chứ còn họ không thích ôm. À, cho nên là cái lý do mà em chưa lập gia đình không phải là như vậy. Khai đi. Dạ em nói cái đó em nói thiệt. Tại vì sao mà em vô duyên lắm. Cái tầm cái thời phổ thông em là không có mối tình nào. Ừ. Rồi xong rồi cái qua dọn giai đoạn mà khoảng từ 21 tuổi trở đi tới 33 là em phải qua mười mấy mối tình. Và có 3 mối tình chính thức là chuẩn bị là đến ngày... đang coi ngày kết hôn. Nhưng mà 3 lần đó em đều bị ở phút cuối em bị... Bị ao. Dạ bị ao hết. Về phía nào? Về phía em hay về phía người ta? Dạ phía em cũng có và phía người ta cũng có. Dạ. Bên đàn gái đó nãy giờ em nghe rồi đúng không? Dạ. Em có ngại về cái việc mà đã một lần đò không? Dạ không chị. Tại vì người đàn bà cũ à, họ được đáng được thương và đáng được trân trọng. Hay. Đúng, người đàn ông phải như thế. Mọi người nhìn đi. Tôi có hơn gì ổng nhiều đâu mà lúc nào ổng cũng hãnh diện về cái chuyện mà thế này thế nào. Ủa nên đâu có nói khuôn khổ bự là xấu đâu. Những người có khuôn khổ hơi bự chút cứ múp míp. Tôi coi đàn gái coi. Đàn gái tôi đây. Ồ cười tươi quá nha. Chào em gái. Dạ. Nãy giờ em nghe chàng trai nói như thế thì em cảm nhận thế nào? Ảnh cũng là một người sống tình cảm. Em có xúc động không? Dạ. Em cũng mong là anh nói như vậy, anh làm như vậy được. Bây giờ em gái mong muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Thì người đó phải chân thành, là một người đàn ông của gia đình. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không, giống ba em là được rồi. Giống ba em sao? Ba em là một người đàn ông của gia đình. Ông gia đình. Nhưng tại sao nói về ba em lại cảm động như thế? Ba còn, ba đang ở dưới quê hả? Ba dưới Bình Phước hả? Chắc ba thương em lắm đúng không? Ba có mong muốn em như thế nào không? Trước khi em lên sân khấu bạn muốn hò, ba em có dặn điều gì không? Ba em kêu Út em đăng ký cho em. Em trai mong muốn tình yêu như thế nào? Yeah, em cũng đã chia sẻ rồi. Cái đòi hỏi của em thì nó cũng không cao. Em cũng không phân biệt là ngày cũ hay mới, hoặc là tuổi tác bất cứ gì. Em chỉ cần một người phụ nữ trong tình yêu mà hiểu nhau chưa đủ đâu, cần phải có cái sự nhường nhịn và chịu đựng được cái tính xấu, cái đó mới là điều quan trọng nhất. Bởi vì em phải cần một người phụ nữ là biết yêu thương và biết chia sẻ. Đúng vậy, quan trọng là cái tình cảm thôi ha. Rồi bây giờ mình hỏi gia đình cô gái cái. Mời mẹ của em nói trước đi. Mẹ nói về ba đi. Chào anh Sigurd Linh, chào
Hồng Vân và chào khán giả. Bởi vì nhà có hai đứa con thôi mà bé thì rất là thương ba đó. Còn Út cũng vậy, nói thẳng ra là cái số phận của nó, cho nên cha mẹ rất là buồn. Ông xã nhà ông cứ coi riết cái này à, ngày nào ông cũng coi, ông coi hoài, ông cứ nói bé ơi thôi bây giờ bé đi thi đi, biết sao là cái số phận của con á, là nó gặp cái duyên, chắc ba cũng mừng lắm. Cho nên là cứ đăng ký riết mà bé không có đi, cho nên là em á, nó làm như này, nó nói thôi vậy thì em đi lên em đăng ký cho chị. À, xin hết. Cảm ơn cô. Rồi em Út, em thấy anh đi sao? À, trước tiên là chào chú Quyền Linh với cô Hồng Vân. À, em nghe anh nói thì kêu là anh ở Sông Bé, anh ở khu nào anh hả? À? Ở Lộc Ninh em. Thì cũng gần mấy chục cây, ba chục cây. Anh có ngại vô sao không? À, cái điều đó thì nãy giờ anh chia sẻ nhiều rồi. Mấy vấn đề kia nó quan trọng hơn mà anh còn không ngại thì vấn đề đó đâu có gì đâu. Dạ, tại vì chị em có tính là hơi nhõng nhẽo nên là anh phải chiều chuộng. Theo em á, anh này á, thì cũng dễ, nói chung là cũng mũm mỉm đó, cũng dễ thương. Tí nữa là chị mở chị tôi biết. Cũng vui vẻ đó. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân nhà hai đứa em họ. Em chào anh Quyền Linh, chị Hùng Dân. Chào bên nhà gái. Em là bạn thân của Vũ. Sao Vũ vậy? Bạn em thì nó vui vẻ, hòa đồng. Có cái nó hay nói nhiều nên là đôi khi là cái sự nói nhiều của nó thành ra cái khuyết điểm. Thấy bạn gái đang dễ thương, tính nên là cái duyên nên cho nhau một cơ hội. Bây giờ thì thôi mình mở rào đi. Hai mở bạn chắc đi. Cũng có kinh nghiệm được tình trường rồi ha. Mở rào. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Em để nó cho anh nha. Anh sợ không vừa hả? Dạ không sao, vừa. Em sẽ đeo nó cho anh mỗi ngày. Ta dân may mặc mà, bởi vì người ta đâu đó rõ ràng lắm nó. Dạ, cảm ơn em. Em cảm nhận của em về anh sao? Dạ, hai anh cũng dễ thương. Tròn tròn giống em. Em làm ở dưới Sài Gòn này lâu chưa? Dạ em làm được 4 năm. Hồi nãy là em có nói nhỏ anh cũng không nghe, là em nói em cũng ở Bình Phước mà em ở huyện nào? Em ở Bù Đốp. Bù Đốp anh trên thôn mấy em? Thôn 4. Lộc Ninh lên chỗ em gần mà. Thì hồi chỗ đó cùng huyện mà. Dạ. Mà anh làm gì vậy? Anh làm tài xế. Tài xế hả? Đi dữ lắm hả? Em cũng biết rồi, thì tài xế thì cũng đi thường xuyên nhiều. Cuộc sống của anh là cũng chưa có người ràng buộc nên anh thích tung tăng vậy đó. Nhưng mà nếu mà có một điểm dừng thì anh cũng phải dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Vậy giờ anh dừng được chưa? Thì nếu mà có một cái điểm dừng chân thì anh sẽ dừng. Vậy anh có chị em ràng buộc anh không? Dạ. Thì cái đó còn gì phải nói nữa. Anh thích tập thể dục lắm hả? Cũng anh là dân thể thao gốc. Nhưng mà có một cái anh trải qua cái tai nạn giao thông. Dạ. Nên không chơi thể thao thường xuyên được. Thì anh xuống đây bằng cái gì vậy? Mấy anh em bằng xe hơi. Anh có gì hỏi em, anh hỏi đi. Chúc mình về chung đó, ý là họ chúc mình về chung đó. Đúng rồi, chúc là bên nhà mẹ với anh. Đây, anh trai của em hả? Dạ em. Là cũng đi xe gì xuống em? Dạ, Út em thì ở đây, chỉ có em với mẹ đi xe đò. Xuống đây từ lúc 5 giờ mấy tới giờ đó. Vậy chúc vậy, vậy thì chúc gia đình mình cùng nhau về nhé. Chịu không mẹ? Hỏi mẹ chứ em không biết. Dạ mẹ chịu không mẹ? Mẹ chịu không mẹ? Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speakable nhé. Xuống cho anh từ lúc 5 giờ sáng tới giờ mẹ ngồi mỏi lưng. Trời ơi, em có 5 giờ sáng à. Anh đến chương trình này em biết anh bao nhiêu lâu không? 6 năm rồi. Bây giờ anh mới lên đây được gặp em á. Để cho thấy cái duyên đó. Vậy 6 năm qua em gặp cái người đối diện em, cảm giác là cái sự chờ đợi đó nó xứng đáng hay không? Dạ rất là xứng đáng cho anh đó. Em bây giờ thì bình thường em nói nhiều lắm mà bây giờ nãy giờ em không nói được gì. Thấy anh nói quá trời. Cái tim em loạn nhịp rồi. Em cũng run lắm. Chị thì em hát bài tặng cô gái liền đi em. Trời ơi, thôi anh, em hát bài nó cô gái đổi ý định luôn anh ơi. Kệ nó. Mình đang vui anh ơi. Thôi để mình đang vui cho. Để cô gái đang có ấn tượng tốt em hát cái cho nó vui thêm. Để em hát anh tặng anh.
Này hỡi anh người yêu dấu, xin anh hứa đi, ngàn kiếp sau dù mưa nắng vui buồn có nhau, em và anh từ đây như mây với trời, muôn đời không còn chi cả chia đôi mình. Em nghe nói em thích đi theo cái đội đá banh lắm đúng không? Dạ đúng rồi vậy. Đó, mà bên nhà gái hỏi đi, nếu mà anh đi theo đội đá banh của em, Vũ. Em có thể thích đi du lịch không em? Dạ thích lắm, nhưng mà à, chưa được đi đâu hết. Anh thường theo đội tuyển bóng đá Việt Nam, đi nước Vũ Đức là được mấy nước. Dạ. Sau này thì hai đứa mình mà tiến tới tí nữa thì mình cứ dành thời gian với du lịch. Dạ. Mình ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Dạ cũng được. Vậy đi đâu dẫn em đi theo chứ nha. Trời ơi cưng quá. Giờ là chúng mắt là về là phải bắt buộc phải xin đi cho anh đó. À, xin trai gái yêu cầu luôn. Xin đi. Mấy đứa nè, em thích mấy đứa nè. Dạ em thì vài đứa nhưng mà cái tuổi em chắc hai đứa là được. Nổi không anh? Thì anh phải cố chứ sao. Chứ em biết rồi anh 39 tuổi chưa có vợ thì em cũng hiểu rồi đúng không? Chắc cũng khó tính dữ lắm. Anh vậy mà khó tính gì em? Chứ sao tới giờ chưa lấy vợ? Bởi vì anh mặc cảm về cái số ký của anh á. Chứ ngày xưa anh đi học anh cũng là hot boy vậy. Anh cũng là hot boy vậy. Bây giờ là anh là hot queen bo mở luôn mọi người. Dễ thương mà có sao đâu. Chị thấy bây giờ em mạnh dạn đứng lên á, em nắm tay cô gái bên nhà gái. Rồi em nói một cái điều gì đó ngọt ngào tình cảm gì đấy. Em nhìn vô mắt anh đi. Em luôn. Em thấy mắt anh đẹp không? Dạ hả? Em không thấy gì hết trơn. Dễ sợ. Nhìn trời, liền bây em. Bây giờ em mới nhìn em mới thấy chứ. Em có thấy mắt anh đẹp không? Anh hỏi em mắt anh đẹp không? Dạ không. Trời mắt anh vậy mà không đẹp. Bởi vì nếu mắt anh không đẹp là không có em trong đó. Nếu mà mắt anh đẹp là đã có em trong đó. Em phải nhìn thêm kỹ. Đó, nhìn kỹ đi. À, anh Sĩ Bé từng nói á, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng trái đất lên. Nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ nâng em suốt đời. Trời ơi. Nếu anh có đủ tự tin, đủ khả năng, đủ yêu thương và đủ chân thành để nắm chặt tay em, thì em hứa sẽ không bao giờ buông tay. Là anh hứa thì sẽ làm được điều đó. Thấy đủ luôn á. Đủ rồi. Em nắm chút nữa được không? Hả? Nắm chút nắm luôn đi. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Lúc đâu anh đỡ bóng không kịp chết em luôn anh. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi. Ôi, hay quá. Rồi. Trời ơi, nút chỉ là thủ tục thôi, hai bạn nắm tay nhau đi. Đấy, chúng ta cảm giác rằng gần hình như là các bạn là đã dành tình cảm cho nhau. Em hứa gì với gia đình của bên đàn gái đi? Dạ con chào cô, nãy con xin phép là con chào như bằng mẹ. Thì con sẽ hứa là sẽ chăm sóc và bảo vệ cho trong suốt cuộc đời này. Dạ, lâu lắm em mới có được cảm giác như vậy. Ôi, con xin phép mẹ nha. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé.